Hello. Chào. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn lúc này là buổi quá trưa. Tôi đang ở trong phòng nghỉ của mình. Thực hiện chương trình tự ôn tập môn tiếng Mỹ với app Google Translate. Mỗi lần làm một chương trình như vậy thì tôi chọn một cái chủ đề. Chủ đề hôm nay là nói về cuộc sống ở Mỹ. Cuộc sống ở nước Mỹ. Những người mới qua Mỹ thì thường thường họ sẽ gặp những vấn đề như thế nào? Thì chúng ta sẽ tự tìm trong cái đầu của mình đặt ra những câu hỏi. Và chúng ta nhờ Google Translate giúp cho chúng ta học hỏi những điều mà chúng ta muốn. Đây là app Google Translate mà trên điện thoại nào cũng có. Các bạn nhấn vào cái microphone đọc thì phần tiếng Việt. Ở đây bạn chọn Vietnamese. Bên đây bạn chọn Vietnamese. Bên đây bạn cho dịch ra English. Nếu muốn học tiếng Trung thì bạn chọn Chinese. Thép vào, tức là chạm vào cái dấu hiệu cái loa bạn đọc. Thí dụ, cuộc sống ở nước Mỹ. Thì nó dịch ra, bạn nghe. Life in America. Life là cuộc sống. Chúng ta học viết life. In America. Tức là cuộc sống ở Mỹ. Trong câu thì chúng ta sẽ rút ra được những chữ như là cuộc sống thì là life. Nước Mỹ thì là America. Cuộc sống ở Mỹ thì là life in America. Cứ như vậy, chúng ta sẽ nhờ Google Translate giúp cho chúng ta tìm hiểu cuộc sống ở nước Mỹ. Lúc mà học á thì chúng ta nên dùng một cuốn sổ. Ta ghi lên trên đó. Ghi lên trên đó câu tiếng Việt, sau đó là câu tiếng Mỹ. Ví dụ cuộc sống ở nước Mỹ thì chúng ta viết là Life in America. Bây giờ thì ta đặt câu hỏi. Ví dụ như mình gặp người nào quen, mình hỏi anh đến nước Mỹ bao lâu rồi? Chúng ta sẽ nhấn vào cái speaker và đọc. Anh đến nước Mỹ bao lâu rồi? Thì nó hiện ra câu. Trước hết chúng ta coi câu tiếng Việt. Anh đến nước Mỹ bao lâu rồi? Chính xác. Nhờ câu tiếng Anh.
How long have you been in America? How long have you been in America? Chúng ta sẽ viết là how long. How long là bao lâu. Have you been, tức là anh ở, anh đến, in America. Ở cuối câu ta đặt dấu hỏi. How long have you been in America? Khi là câu hỏi thì cái chữ chót chúng ta luôn luôn lên giọng, lên cao như vậy. How long have you been in America? Anh đến nước Mỹ được bao lâu rồi? Trong câu này thì chúng ta chú ý câu hỏi về thời gian. Bao lâu là how long, là bao dài. Have you been in America? Chúng ta có thể có câu trả lời là tôi đến nước Mỹ 20 năm rồi. Nghe đọc. I came to America 20 years ago. I came to America 20 years ago. Câu này được viết như sau. Tôi đến là I came. Thì quá khứ là I came. Tới Mỹ là to America. 20 năm rồi. 20 year. Có S số nhiều. Ago. I came to America 20 years ago. I came to America 20 years ago. Tức là tôi đến nước Mỹ 20 năm rồi. Anh đã quen cuộc sống ở nước Mỹ chưa? Chúng ta hỏi như vậy. Nhờ Google Translate dịch câu này. Anh đã quen cuộc sống ở nước Mỹ chưa? Nghe câu tiếng Việt. Anh đã quen cuộc sống ở nước Mỹ chưa? Nghe câu tiếng Anh. Are you used to life in America yet? Are you? Tức là câu hỏi you are là you. Mà quen đó là used to. Thành ra you are used to, tức là I am used to, là tôi đã quen. Còn anh là you. Và câu hỏi thì động từ to be lặp lại là are you. Used to là đã từng, là quen. Life là cuộc sống. In America yet? Câu hỏi. Câu này ta thấy là are you used to life in America yet? Cuộc sống ở Mỹ là life in America. Còn used to là đã từng, là quen. Are you used to life in America yet? Anh đã quen cuộc sống ở nước Mỹ chưa? Chú ý là khi là câu hỏi thì cái chữ chót chúng ta luôn luôn lên giọng. Yeah. Are you used to life in America? Yeah. You là dùng. Use là dùng. Nhưng mà khi nó là used to thì nó có nghĩa là đã từng, quen. No. Used to. Are you used to life in America? Yes. Anh đã
quen cuộc sống ở nước Mỹ chưa? Chúng ta hỏi mà nghe trả lời. Người đó trả lời như sao? Tôi đã quen cuộc sống ở nước Mỹ rồi. Nghe đọc tiếng Việt. Tôi đã quen cuộc sống ở nước Mỹ rồi. Nghe câu tiếng Anh. I'm used to life in America. I used to live in America. Đó, bạn thấy không? À, tức là I là tôi, em là động từ to be, used to sau động từ to be có nghĩa là quen, đã từng. Life in America. Tức là I am used to life in America. Tôi đã quen cuộc sống ở Mỹ rồi. I am, người ta có thể viết tắt lại, rút lại am. Am tức là chữ, bỏ đi chữ A, phết một cái nè, thành ra chữ không phải là I am nữa, mà là I'm used to live in America. I'm used to live in America. Tôi đã quen cuộc sống ở nước Mỹ rồi. I là tôi, em là động từ to be. I am thì bạn có thể viết tắt là am. Used to là đã từng, đã từng quen rồi. Life in America là cuộc sống ở nước Mỹ. Life là cuộc sống ở nước Mỹ. Cứ như vậy, chúng ta sẽ có những câu hỏi, những câu trả lời tập trung trong cái đề tài, cái chủ đề là nói về cuộc sống ở Mỹ, tức là nói về life in America. Talk about story, life in America. Nói một số câu chuyện ở nước Mỹ. Chúng ta tiếp tục. Đây là cái app Google Translate, luôn có trên các cái điện thoại. Về trang home thì bạn sẽ thấy đây là app Translate, tức là Google Translate. Thường thường bạn kết hợp với cái app Chrome để làm chi? Để xem hình của chữ, và bạn có thể cài thêm một cái note, là cái trang trang xử lý văn bản đơn giản đó. Bây giờ để vô app Google Translate thì chúng ta thép vô đây đó, thì nó hiện ra ở dưới là cái microphone. Ta thép vô đây, tức là chạm vô đây, ta nói vào tiếng Việt, Vietnamese, thì nó sẽ dịch ra English là tiếng Anh. Nếu ta muốn nói tiếng Anh dịch ra tiếng Việt thì chúng ta thép vào đây thì nó sẽ lật ngược lại, English qua Vietnamese. Thép cái này thì nó lật ngược lại. Nếu bạn muốn học tiếng Trung thì bạn thép vào English thì nó sẽ hiện ra các cái ngôn ngữ mà bạn muốn. Ví dụ như bạn muốn học tiếng Trung chữ giản thể thì bạn chọn Chinese Simplified. Còn muốn học tiếng Nhật thì Japanese. Muốn học tiếng Khmer thì bạn chọn Khmer. Còn đây là tiếng Hoa Đài Loan, có nghĩa là tiếng Hoa nhưng mà chữ thồn thể, traditional. Tiếng Hoa thì dạng chữ nó có dạng thồn thể, tức là nhiều nét đầy đủ, dùng ở Đài Loan hay là Hoa Kiều hay là Hồng Kông. Còn Chinese Simplified là dùng ở Đại Lục. Còn Vietnamese English, đó, ta chọn English bởi vì ta học tiếng Anh. Thì ở đây nó là English. Rồi bây giờ để học, bạn
chọn chủ đề. Thí dụ chủ đề hôm nay là bạn chọn là nói về cuộc sống ở nước Mỹ, thì khi học á thì bạn có thể ghi ra đây câu tiếng Việt, câu tiếng Việt đó. Ở Mỹ bạn có thường xuyên đi chợ không? Thì chúng ta viết là ở Mỹ bạn có thường xuyên đi chợ không? Thí dụ ta viết như vậy, rồi sau đó ta nhờ Google Translate nó dịch câu đó, ta thép vào cái microphone. Ở Mỹ bạn có thường xuyên đi chợ không? Thì bạn thấy nó hiện ra. Ở Mỹ bạn có thường xuyên đi chợ không? Nếu bạn muốn nghe thì bạn thép vào dấu hiệu của cái lo. Ở Mỹ bạn có thường xuyên đi chợ không? Và ở dưới thì nó dịch ra English, tiếng Anh. Đó. In America, tức là ở nước Mỹ á, do you often, là bạn có thường, go to the market, đi chợ, dấu hỏi. Nè, bạn nghe đọc. In America, do you often go to the market? Bạn mới viết vô cuốn sổ tay của mình. Đó. Viết cái gì? Đó. Ở Mỹ là in America. Đó. Do you open, tức là bạn có thường go to market, go to the market. Đặt dấu hỏi. In America, do you often go to the market? In America là ở nước Mỹ. Do you often là bạn có thường. Go to the market là đi chợ không? Ở đây ta học được cái gì? Ta học được America là nước Mỹ. Market, market là chợ. In America, do you often to go the market? Nghe lại. In America, do you often go to the market? Nhà tôi ở xa chợ nên mỗi tuần tôi đi chợ một lần. Đó, bạn coi câu tiếng Việt nè. Bạn đọc rõ ràng thì nó hiện ra nhà tôi ở xa chợ nên mỗi tuần tôi đi chợ một lần. Bạn thấy không? Không có cần phải gõ phím gì hết đó. Bạn chỉ cần đọc thôi là nó đã ra chữ chính xác rồi. Mà bây giờ nó dịch cái Vietnamese này ra English. Rồi bạn nghe nè. Thép vào cái dấu hiệu cái lo để nghe. My house is far from the market, so I go to the market once a week. My house is far from the market. Tức là nhà tôi á, là my house. Is far là xa. Ở xa, is far, ở xa. From the market, xa chợ. My house is far from the market, tức là nhà tôi ở xa chợ. So, do đó, I go to market, tôi đi chợ once a week, một lần, mỗi tuần, tức là một lần ở trong tuần. My house is far from the market, so I go to the market once a week. Quick, chữ quick là tuần, nó đóng chữ này lại bằng cái âm K, tức là âm mũi, khờ khờ khờ. Là đã bằng quick, quick, quick. Nhưng mà chúng ta đọc phát âm mũi thôi. My house is far from the market, so I go to the market once a week. Bạn đi chợ bằng gì? Nghe đọc. How do you go to the market?
How do you go to the market? Tức là bạn đi chợ bằng cái gì? How là thế nào, cách nào? How do you go to the market? Bạn đi chợ bằng cái gì? Ta nghe đọc. How do you go to the market? Nãy giờ chúng ta đã đụng cái chữ market, market nhiều lần. Do đó ta lặp lại chữ này nhiều lần, ta nhớ chợ là market. How do you go to the market? Tiếp. Tôi đi chợ bằng xe bus. Nghe đọc. I go to the market by bus. Tôi đi chợ là I go to the market. The là mạo từ. I go to the market. Cái này giống như là lướt qua thôi. I go to the market. Chứ không cần phải đọc là I go to the market. Không có đọc. Chữ này nó không có quan trọng. Quan trọng trong câu này là chữ go là đi. Market là chợ. I go to the market. Tôi đi chợ. By là bằng. Bởi. But. Mình gọi là xe buýt. Xe buýt nó là bus. I go to the market by bus. Nghe lại. I go to the market by bus. Chúng ta muốn biết bus nó là cái gì, chúng ta lấy tay chạm vào nó. Sau đó chúng ta nhấn vào chữ copy. Copy là ta chép cái chữ này vào trong vùng nhớ đệm, quen gọi là clipboard. Ta chép nó vào vùng nhớ đệm. Sau đó thì ta nhấn vào cái nút vuông này để về trang home. Đây là trang home. Đó. Và trong trang home này thì ta nhấn vào cái này, ta mở Chrome. Thì ở trong cái dòng search này, ta lấy tay nhấn vào đó, rồi ta paste nó vào đây. Ta paste cái chữ bus, ta paste cái chữ bus. Sau đó ta cho tìm cái chữ này. Đó, search đó là tìm. Tìm theo hình ảnh. Tìm theo hình ảnh. Ta nhấn ở hình ảnh. Thì nó hiện ra rất nhiều hình có liên quan đến với chữ bus. Đó, đây là ta thấy bus nè. Bus là xe buýt. À, bus. Cái này school bus nè. À, bus. Đó, bạn thấy nè. Để, nó để là school bus. Tức là xe bus chở học sinh. À, xe này ở Mỹ ưu tiên lắm. À, khi nó chạy nó ưu tiên lắm. Nó dừng một cái là mọi xe đều phải dừng đó, để cho nó thả học sinh xuống. À, đây là school bus. À, có nghĩa là mỗi chữ đều có hình. Thành ra bạn muốn xem hình. À, đây là bus nữa nè. Đó, bus. Bus này là bus 2 tầng. Đó, thấy không? Đó. Còn ở Việt Nam mình thì âm chữ bus thành chữ bít. Xe bít. Xe bít. Đây là xe bus nè. Xe bus. Xe bus ở Mỹ nó cũ lắm. Nó không có mới như ở thành phố chúng ta. Bởi vì xe nó cũ. Tại sao nó cũ? Là bởi vì cái xe nó còn xài được. Cũ mà nó tốt. Thành ra người ta không có thay xe mới. Từ đó ở Mỹ bạn đi xe bus là bạn đi xe bus cũ không à. Không có xe mới. Bây giờ chúng ta thép vào đây. Đó. Chúng ta trở lại Google Translate. Tiếp tục. Cứ như vậy chúng ta sẽ học qua các câu khác. Cuối tuần bạn thường đi đâu? Nghe đọc. Thép vào cái dấu hiệu cái lo. Cuối cùng bạn thường đi đâu? Sai rồi đó không? Cuối tuần mà nó là cuối cùng. Đó, thành ra chúng ta đọc lại câu này. Cuối tuần bạn thường đi đâu? Đó, bạn thấy cái này chính xác nè. Đó, nghe. Cuối tuần bạn thường
đi đâu? Đó, nghe câu tiếng Mỹ. Where do you usually go on weekends? Where do you usually go on weekends? Where là ở đâu? Do you usually là thường. Go on weekend tức là đi chơi ở đâu? Week là tuần, end là cuối. Nó ghép hai chữ này lại nó làm thành một cái chữ mới. Tiếng Mỹ là như vậy. Chúng ta để ý tiếng Mỹ á, nó lấy những chữ đã có. Thí dụ như chữ week là tuần. Đó. Chữ end á là cuối. Coi hết phim nó hiện chữ end á, tức là hết rồi đó. Cái nó ghép cái chữ này lại. Đó, là weekend. Đọc là weekend. Tức là cái âm này nó dính với nhau. Weekend chứ không phải weekend. Đó. Số S là số nhiều. Thành ra weekend. Where do you usually go on weekend? Cuối tuần bạn thường đi đâu? Where là ở đâu? Do you usually là bạn thường. Go on weekend là đi đâu cuối tuần? Nghe lại lần nữa. Where do you usually go on weekends? Tiếp tục. Cuối tuần tôi thường đi xem phim. Bạn coi câu tiếng Việt chính xác rồi. Thì bây giờ ta phân tích câu tiếng Anh. On weekends, I often go to the movies. On weekend, tức là cuối tuần. Ngày cuối tuần là on weekend. I often là tôi thường. Go to the movie. Movie là cinema đó, là phim ảnh đó. Có S là số nhiều. Go to the movie. Hãy đi xem phim thì nó là go to the movie. Hãy đi chợ thì nó là go to the market. Hãy đi học á thì go to school, không có chữ the nha. Đi học thì nó không có xài mẫu từ the. Go to school. Đi chợ là go to market. Đi siêu thị thì I go to the supermarket. Đi xem phim thì I go to the movie. Đi chơi ở bãi biển thì I go to the beach. Thành ra cái cấu trúc câu như vậy nó rất là thông dụng ở nước Mỹ. Đó. Thành ra bạn nhớ là go to the movie là đi xem phim, go to the market là đi chợ, go to the supermarket là đi siêu thị, go to the beach là đi chơi ở bãi biển. On weekend đó là mỗi cuối tuần. I often, often là thường. Go to the movie, go to the movie là đi xem phim. Nhà của anh có ở gần chợ không? Câu tiếng Việt chính xác. Bây giờ ta phân tích câu tiếng Anh. Is your house near the market? Is your house? Your, you là anh, your là của anh. Đó. Your house. House là nhà. Your house là nhà của anh. Near là gần. Near là gần. The market là chợ. Is your house near the market? Tức là nhà của anh có ở gần chợ không? Your house, nhà của anh. Near the market là ở gần chợ. Khi ta đặt câu hỏi thì ta đặt là cái chợ, động từ đó, là your house is near market. Thì chúng ta lập cái chữ is lên. Thì ta is your house near the market. Tức là nhà anh có ở gần chợ không? Near là gần. How là nhà. Is your house near the market? Tức là nhà của anh có ở gần chợ không? Nhà tôi ở sâu trong rừng. Câu tiếng Việt chính xác. Bây giờ câu tiếng Anh. My house is deep in the forest.
My house là nhà tôi. Is là động từ to be, ở đây có nghĩa là ở. Deep là sâu. In the forest. Forest là rừng rậm. In the forest là ở trong rừng. My house is deep in the forest. Ở Mỹ có nhiều người Việt qua Mỹ ở trong những căn nhà. My house là nhà tôi. Is ở, deep là sâu, in the forest là ở trong rừng. Ở đây bạn học được chữ forest. Forest là ở trong, trong rừng. Forest. In the forest là ở trong rừng. Chữ deep là sâu. Deep in the forest tức là ở sâu ở trong rừng. Ta lộn những cái ngữ vựng vocabulary để mở rộng cái kho chữ, cái kho từ, để mở rộng cái kho từ. Người Việt chúng ta sử dụng chữ Việt, chúng ta không có khái niệm là mình trong cái kho chữ Việt trong đầu mình có bao nhiêu chữ. Thường thường mình không có để ý chuyện đó. Nhưng khi mà mình học qua ngoại ngữ thì mình lại biết là nếu trong cái đầu mình, trong cái kho chữ Anh ở trong đầu mình không có chữ đó thì mình nghe mình không hiểu. Đó, thí dụ chữ deep này mà mình chưa hiểu nghĩa nó, trong cái kho chữ trong đầu mình chưa hiểu chữ deep là mình không thể hiểu nó. Nó là sâu. Đó, forest là rừng, my house is deep in the forest. Rất nhiều người Việt qua Mỹ mua nhà ở sâu ở trong rừng. Đó. Mà nhà trong rừng thì buổi chiều thường thường có những con nai nó ra. Nhà ở trong rừng thường thấy nai ra vào các buổi chiều tối. Ta nghe câu tiếng Việt. Nhà ở trong rừng thường thấy nai ra vào các buổi chiều tối. House in the forest, tức là nhà ở trong rừng. In the forest, chúng ta quen cái nhóm từ này rồi, đó là ở trong rừng. House in the forest, tức là ở nhà, những căn nhà ở trong rừng. Có S thì ta phải dịch là số nhiều. Often là thường. She đi coming out in the evening. Tức là đi ở đây là con nai. Đó. Coming out, tức là đi ra đó. Out là ở ngoài. In the evening là mỗi buổi tối. Thế bây giờ chúng ta muốn biết đi ở đây là gì, ta chạm chữ đi. Đó. Ta chép nó vào clipboard, copy. Chép nó vào clipboard. Đó. Sau đó ta về Chrome. Đó. Rồi ta dán cái chữ đó vô cái dòng search. Đó. Ở đây là search. Ta để lâu một chút. Rồi ta nhấn chữ path. Ta dán cái chữ dear vô đây. Đó, ta dán cái chữ dear vô đây. Bây giờ ta tìm. Tìm chữ dear. Và ta tìm theo hình ảnh. Đó, thì ta nhấn ở chỗ chữ hình ảnh. Đó, thì đây là những cái hình có liên quan đến với chữ dear. Ta coi nó là cái gì. Nó là con nai. Đây là đó, đây là deer. Nga con, đây là nga già. Đó là, bạn thấy nó chữ deer này thấy không? Deer are everywhere, tức là con nai ở bất cứ ở nơi nào. Đó, thành ra everywhere you can see deer. Deer, đây là deer. Tức là mỗi chữ nó đều có hình. Thành ra bạn hãy dùng cái hình á để mà giải nghĩa cho cái chữ. Đó. Thí dụ mai mốt á, ở ngoài bạn nói chữ deer nhưng trong đầu bạn có cái hình của con nai. Con nai. Deer. Bây giờ chúng ta trở lại Google Translate. Cứ như vậy ta tìm hình của chữ.
Anh có về Việt Nam thăm nhà không? Đang coi câu tiếng Việt trước, nghe đọc. Anh có về Việt Nam thăm nhà không? Câu tiếng Anh. Have you returned to Vietnam to visit home? How you return to Vietnam to visit home? Ta phân tích câu này. Return là quay trở lại, turn là cái dòng. Anh có về Việt Nam thăm nhà không? Ta nghe câu tiếng Anh. Have you returned to Vietnam to visit home? Have you returned to Vietnam to visit home? Thăm nhà là visit home. Visit home là thăm nhà. Have you returned to Vietnam to visit home? Thường mỗi năm tôi về Việt Nam một lần. Câu tiếng Việt chính xác, bạn nghe đọc. Thường mỗi năm tôi về Việt Nam một lần. Câu tiếng Anh. Usually I return to Vietnam once a year. Thường là usually. Usually I return to Vietnam once a year. Tức là một năm một lần là once a year. No. Usually I return to Vietnam once a year. Nghe lại. Usually I return to Vietnam once a year. Về Việt Nam, anh có thấy vui không? Nghe câu tiếng Anh. Are you happy about Vietnam? Are you happy? Tức là anh có vui không? I am happy. Tức là tôi vui. Are you happy? Tức là anh có vui, anh có hạnh phúc không? Happy là vui, hạnh phúc không? About Vietnam là về Việt Nam. About Vietnam tức là những về Việt Nam. Are you happy about Vietnam? Are you happy about Vietnam? Are you happy about Vietnam? Thường tôi chỉ về Việt Nam vào mùa đông. Câu tiếng Việt chính xác, câu tiếng Anh. Usually I only return to Vietnam in the winter. Usually I only return to Vietnam in winter. Usually là thông thường, thường. I only tức là tôi chỉ return to Vietnam là về Việt Nam in the winter. Winter là mùa đông. Usually I only return to Vietnam in the winter. Vào mùa đông. Mùa đông ở Boston có tuyết. Ta nghe đọc. Winter in Boston has snow. Winter, winter là mùa đông. In Boston là ở Boston. Boston, Boston là thủ phủ của bang Massachusetts. Là một cái Massachusetts là một cái bang ở miền đông bắc nước Mỹ. Đông bắc, mà cái ở miền bắc thì nó rất là lạnh. Do đó mùa đông nó có snow, là nó có tuyết. Thành ra winter in Boston has snow. Tức là mùa đông ở Boston mà có tuyết. Nghe lại câu này. Winter in Boston has snow. Mùa xuân thì ở Boston rất đẹp. Ta nghe câu này. Spring is very beautiful in Boston. Spring là mùa xuân. Is very beautiful in Boston. Tức là mùa xuân thì very beautiful là rất đẹp. In Boston là ở Boston.
Spring is very beautiful in Boston. Mùa xuân thì rất đẹp ở Boston. Spring is very beautiful in Boston. Đâu đâu chúng ta cũng thấy hoa nở rộ. Chúng ta nghe câu này. Everywhere we look, we see flowers blooming. Everywhere là đâu đâu, mọi nơi, everywhere. We look, chúng ta nhìn thấy, we see flower bloom, bloom là nở rộ, blooming là hoa nở rộ, flower là bông. Ta nghe lại câu này. Everywhere we look, we see flowers blooming. Mùa hè ở Boston thì rất nóng. Ta nghe câu này. Summer in Boston is very hot. Summer là mùa hè. In Boston is very hot. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chữ summer in Boston. Đó, ta muốn tìm hình của cái câu này. Ta nhấn vào chữ copy. Sau đó ta về trang Chrome. Mở trang Chrome. Rồi ta dán vào đây cái câu hồi vừa rồi, tức là summer in Boston. Rồi ta search, tìm hình cho cái câu chữ này, search theo hình ảnh. Đó, vậy đây là mùa hè ở Boston. Đó, bạn thấy đây là cái dòng sông Chalk. Bờ cái dòng sông Chalk ở gần đây có nhiều trường đại học nổi tiếng lắm, giống như là trường Howard nè, đó, hay là trường cộng đồng Bunker Hill nè, có rất nhiều trường nổi tiếng. Đó, đây là Harbor, là cái cảng mà Boston, cái hạt cảng Boston ở trên đó. Tôi đã từng đến đây chơi thường xuyên. Đó, thành ra chúng ta có thể tìm hình liên quan đến với chữ. Bây giờ chúng ta trở lại. Mùa thu ở Boston thì cây lá đổi màu. Ta nghe câu này. In autumn in Boston, the leaves change color. In autumn in Boston, tức là mùa thu ở Boston. The leaves là những chiếc lá, change là thay đổi, color là màu. In autumn in Boston, the leaves change color. Bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu mùa thu ở Boston thì chúng ta nhấn cái chữ Boston, autumn in Boston, rồi ta nhấn chữ copy. Sau đó ta về Chrome và ta sẽ dán cái câu này vào trong cái dòng tìm. Ta nhấn lâu một chút, nó hiện thanh ngang, ta nhấn chữ pass thì nó sẽ hiện ra chữ autumn in Boston. Bây giờ ta search, search theo hình ảnh. Đó, thì ta có rất nhiều những cái hình về mùa thu ở Boston. Ta chạm mùa thu ở Boston. Đây, bạn xem. Rất nhiều hình mùa thu ở Boston. Bốn mùa rõ rệt. Ta trở lại. Anh có thích cuộc sống ở Mỹ không?
Nghe. Do you like life in America? Do you like là anh có thích? Anh có thích thích không á? Life in America là ở cuộc sống ở Mỹ không? Đó. Do you like life in America? Do you like life in America? Cứ như vậy mà chúng ta sẽ học qua những cái câu khác. Bạn thấy ngày nay bất cứ ở đâu, anywhere, bất cứ lúc nào, anytime, chúng ta đều có thể ôn tập môn tiếng Anh. We can review English. Chúng ta có thể ôn tập tiếng Anh với sự giúp đỡ hay app Google Translate. App Google Translate. Cách học này, cái hay của nó là gì? Là chúng ta học theo cái ý thích của mình. Ví dụ chúng ta đặt ra chủ đề. Chúng ta đặt ra chủ đề là nói về Life in America, tức là cuộc sống ở Mỹ. Đó. Thì chúng ta có thể soạn trước, rồi chúng ta ghi. Hôm qua thì chúng ta học là cuộc sống đời thường. Đó. Rồi hôm trước nữa thì chúng ta học cái gì? Là đi chơi ở biển. Thì chúng ta cứ ghi ra ở đây. Đó. Trong mỗi câu thì chúng ta rút ra được những chữ. Thí dụ nước Mỹ là America hay là US. Cuộc sống là life. Đó. Nếu động từ là to live. Đó. I live in America. Tôi sống ở nước Mỹ. Đó. Ta mỗi câu thì ta rút ra được chữ. Rồi cái quan trọng là ta học được những nhóm từ. Nhóm từ thí dụ như là buổi sáng thì ta nói in the morning. Một nhóm từ in the morning. Morning là buổi sáng, nhưng mà khi ta nói thì in the morning là buổi sáng. Đó. Hay là những nhóm từ là tôi thích thì là I like. Anh có thích không thì do you like. Đó. Thí dụ anh có thích uống cà phê không? Do you like drink coffee? Đó. Do you like drink coffee? Anh có thích uống cà phê không? Anh có thích ăn bánh mì không? Do you like to eat bread? Đó. Ta lặp đi lặp lại những câu nói thông thường. Đó. Rồi ta ghi vào cái sổ tay, bởi vì ta học phải bốn kỹ năng. Lỗ tai thì nghe. Đó. Con mắt thì đọc chữ, cái miệng thì phát âm, còn cái tai thì chúng ta sẽ viết. Rồi viết đi viết lại một chữ, cô giáo tôi nói là một chữ phải viết ít nhất, phải đụng nó ít nhất 27 lần chúng ta mới có thể sử dụng được cái chữ đó. Còn nếu không thì chúng ta quên. Ví dụ như là ở nước Mỹ, in America, in America, in America, chúng ta lặp đi lặp lại cái nhóm từ đó nhiều lần thì chúng ta mới, nó mới nhập vào tâm, và khi chúng ta muốn nói thì chúng ta bật miệng, chúng ta nói được. Học một ngoại ngữ không phải là đơn giản đâu, rất là phức tạp. Nhưng mà tiếng Anh là một loại tiếng tương đối đơn giản và người Việt rất là quen. Tôi thấy là người Việt học hai thứ ngoại ngữ rất là nhanh, đó là một là tiếng Anh, English, hai là tiếng Hoa, là Chinese. Tiếng Hoa còn nhanh nữa, bởi vì trong tiếng Việt nó tiềm ẩn cái Hán Việt, Hán Nôm, thành ra người Việt học tiếng Hoa rất là nhanh. Còn học những tiếng khác thì rất là khó. Ví dụ bạn thử học tiếng Nhật đi, hay là thử học tiếng Khmer đi, bạn sẽ thấy rất là khó. Học ngoại ngữ cũng là một cái thú, đúng không? Và nhất là nếu ta học được tiếng Anh đúng với cái thời thượng. Bây giờ tiếng Anh là thời thượng, mà biết giao tiếp với người Anh thì chúng ta sẽ cảm thấy thế giới của mình như được mở rộng. Điều rất là thú vị. Nói câu quen miệng nha. Chào, hẹn gặp lại. Nghe đọc. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again.
Goodbye. See you again.